Phim nghiệp vụ của Dương Dương mở điểm đau bên ổn áp nhưng vẫn bị khán giả mỉa mai vì lượt vote. Bộ phim Đặc chiến Vinh Quang do Dương Dương đóng chính tiếp tục nhận về thành tích mới. Sau gần 4 tháng kể từ ngày lên sóng, cuối cùng bộ phim Đặc chiến Vinh Quang do Dương Dương và Lý Nhất Đồng đóng chính đã chính thức mở điểm đau bên. Theo đó, Đặc chiến Vinh Quang đã đạt được số điểm 7.1 với 47.000 lượt bình chọn. Những đánh giá của khán giả về bộ phim cũng rất khả quan. Khán giả đánh giá cao dự án này của Dương Dương bởi kịch bản được xây dựng lôi cuốn, độ chân thực của cảnh quay cũng như sự kinh nghiệm của Dương Dương khi tự mình thực hiện những cảnh quay hành động. Tuy nhiên, việc một dự án có đỉnh lưu như Đặc chiến Vinh Quang mà lại chỉ có số lượt đánh giá hạn chế như vậy khiến nhiều khán giả tỏ ra bất ngờ và đặt nghi vấn. Phải chăng phim vẫn chưa thực sự thành công trong việc thu hút khán giả hay diễn xuất của Dương Dương mới là vấn đề khiến Đặc chiến Vinh Quang bị trừ điểm? Là một bộ phim lấy chủ đề nghiệp vụ, Đặc chiến Vinh Quang dễ rơi vào cảnh khó xem, khó tiếp cận khán giả. Tuy nhiên, sự góp mặt của Dương Dương dường như đã giúp cho bộ phim trở nên nổi bật giữa nhiều bộ phim chiếu cùng thời điểm. Sau màn thể hiện gây tranh cãi trong Thả Thí Thiên Hạ, Dương Dương thật sự cũng đã ghi điểm trong lòng khán giả bởi tinh thần lăn xả và kính nghiệp của mình. Nhiều khán giả đánh giá diễn xuất của Dương Dương trong Đặc chiến Vinh Quang tốt hơn nhiều so với Thả Thí Thiên Hạ bởi trong bộ phim lấy đề tài quân nhân này, anh chàng có nhiều hơn cơ hội để thể hiện khả năng diễn xuất của mình. Trong Đặc chiến Vinh Quang, Dương Dương vào vai anh chàng quân nhân tài giỏi Yến Phá Nhạc. Vì có xuất thân từ gia đình có truyền thống quân nhân, anh chàng có bản lĩnh và khí chất hơn người. Đây là một vai diễn khó, đầy thách thức với nam diễn viên vốn đã quen mặt với những bộ phim ngôn tình vườn trường. Một số bình luận của khán giả: phim này lúc chiếu không có drama thì mong gì có lượt đánh giá cao được, 47.000 lượt chứ có phải 7.000 lượt đâu mà chê Dương Dương kém nhiệt. Đào Bình vốn là nơi anti-fan hùa vào hạ thấp nghệ sĩ mà nên cũng không lạ. Nhưng quả thật một đỉnh lưu như Dương Dương mà ít lượt đánh giá như vậy thì quả thật cũng hơi lo. Phim nghiệp vụ vốn đã không thu hút bằng phim ngôn tình hay phim cổ trang rồi, khó xem thì tiếp cận được ít khán giả, có thế thôi mà cũng tranh cãi lên xuống. Chúc mừng Dương Dương và đoàn làm phim. Phim chất lượng ổn, không tranh cãi mà điểm như vậy là quá ổn rồi. Hiện chủ đề trên tiếp tục thu hút sự chú ý của khán giả, đa phần khán giả cho rằng số điểm đau bên này hoàn toàn xứng đáng với chất lượng phim.